Tuổi Bính Thân năm Mạ sinh năm 1956 là người kiên quyết bản lĩnh, dù làm việc gì cũng không hề lùi bước, càng khó khăn, người này lại càng muốn chinh phục. Năm 2022, vận mệnh của nam giới sinh năm 1956 bị chi phối bởi sao Thái Bạch, hạn Thiên Tinh. Vậy thì tử vi sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên và tài lộc của người tuổi Bính Thân sinh năm 1956 năm Mạ sẽ phát triển nở rộ như thế nào vào năm Nhâm Dần 2022? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video chi tiết ngay sau đây của Phong Thủy Gia Cát. Tử vi tuổi Bính Thân năm 2022 năm Mạ sinh năm 1956. Tuổi âm lịch 67, sao chiếu mệnh Thái Bạch hung tinh, mệnh Sơn hạ hỏa, hỏa khắc kim khắc. Địa chi tuổi, tuổi Thân với tuổi Dần tương khắc, thiên can tuổi Bính gặp năm Nhâm tương khắc. Tuổi Bính Thân năm Mạng sinh năm 1956 là người kiên quyết và bản lĩnh, dù làm việc gì cũng không hề lùi bước, càng khó khăn, người này lại càng muốn chinh phục. Năm 2022, vận mệnh của nam giới sinh năm 1956 bị chi phối bởi sao Thái Bạch, hạn Thiên Tinh. Vậy tử vi sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên và tài lộc của tuổi Bính Thân sẽ phát triển nở rộ như thế nào vào năm Nhâm Dần 2022? Mời quý vị cùng theo dõi video ngay sau đây. Tổng quan tử vi tuổi Bính Thân năm 2022 năm Mạng. Những người sinh năm 1956 thuộc tuổi Bính Thân thường được gọi là Sơn Thượng Chi Hầu, tức là khỉ trên núi. Người này có ngũ hành nạp âm bản mệnh là Sơn Hạ Hỏa, tức lửa dưới núi. Trong bát trạch phong thủy, nam mệnh tuổi này thuộc cung Cấn, là một trong những phi cung của Tây Tứ Mệnh. Vào năm 2022, Bính Thân sinh năm 1956, bước sang tuổi 67, tính cả tuổi Mụ. Để suy đoán được vận mệnh tử vi về cuộc sống, công việc, sự nghiệp trong một năm của nam mạng tuổi Bính Thân sinh năm 1956 là tốt hay xấu, ta có thể xem xét mối quan hệ giữa ngũ hành nạp âm, thiên can và địa chi của năm đó với năm tuổi đương số là năm Bính Thân. Theo âm lịch, năm 2022 là năm Nhâm Dần, có ngũ hành nạp âm là kim, kim bạch kim, tức là vàng pha bạc. Tuổi Bính Thân sinh năm 1956 mệnh hỏa, vậy ngũ hành tuổi tương khắc với ngũ hành năm hỏa khắc kim. Xét theo thiên can, Bính thuộc hỏa tương khắc với Nhâm thuộc thủy. Xét theo địa chi, tuổi Thân nằm trong mối quan hệ tứ hành xung với tuổi Dần. Nhìn tổng quan, bản mệnh Bính Thân sinh năm 1956 trong năm Nhâm Dần 2022 nên xem xét thật cẩn thận, kỹ lưỡng khi chuẩn bị thực hiện các kế hoạch mới. Trong năm này, nam mạng tuổi Bính Thân sinh năm 1956 đã về hưu nên các khoản chi tiêu phải dựa vào tiền hưu trí của mình. Tuy nhiên, đây là cơ hội thích hợp để quý ông dành nhiều thời gian bên gia đình con cái và tạo điều kiện để cho con cháu bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng. Để vận trình năm được hanh thông may mắn, những gia chủ tuổi Thân cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Kim bài thái tuế là pháp khí phong thủy chuyên hóa giải hạn thái tuế của năm. Mặt trước kim bài có in hình quan thái tuế của năm 2022 là hạ ngạc đại tướng quân, mặt sau là lệnh phù thái tuế. Những người bị phạm thái tuế như gia chủ tuổi Thân thì nhất định phải mang theo bên mình để hóa giải. Luận tử vi năm 2022 tuổi Bính Thân trên các phương diện. Tử vi năm 2022 tuổi Bính Thân sinh năm 1956 được luận giải qua những khía cạnh như cuộc sống, tình duyên, đường công danh, sự nghiệp, gia đạo sẽ giúp tuổi Bính Thân nắm bắt được vận mệnh trong năm 2022 này. Công việc, sự nghiệp. Trong năm 2022 này, sự nghiệp của nam mạng tuổi Bính Thân vượt qua những khó khăn và dần trở nên ổn định hơn do có hung tinh chiếu mệnh, nên đây sẽ là năm có nhiều thử thách. Quý ông nên xem xét kỹ càng trước những quyết định quan trọng, không nên quá tin tưởng người ngoài, tránh để cảm xúc tiêu cực của bản thân gây ảnh hưởng đến công việc chung. Quý ông nên hướng dẫn giao lại cho con cái tiếp quản sự nghiệp. Tuy nhiên, để hỗ trợ cho con cái và giúp cho công việc kinh doanh được hiệu quả hơn, người tuổi Bính Thân nên dành nhiều thời gian để hoạch định và đưa ra các chiến lược mới để tránh phạm những sai lầm không đáng có trong công việc. Tình duyên. Chuyện tình cảm của nam tuổi Bính Thân sinh năm 1956 sẽ có những hiểu lầm nhỏ trong gia đình. Để hóa giải điều này, điều mà quý ông cần làm đó là hãy dành nhiều thời gian bên gia đình, lắng nghe tâm tư, tình cảm của vợ. Tình cảm chân thành chính là chìa khóa để xua tan đi những hiểu lầm và giúp cho gia đình càng thêm gắn bó. Bên cạnh đó, nam mạng tuổi Bính Thân sinh năm
1956 trong năm 2022 nên giữ cho mình thái độ bình tĩnh, không nên để những lời thị phi làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Sự nóng này dễ dẫn đến mâu thuẫn. Quý ông nếu dĩ hòa vi quý thì gia đạo sẽ bình an, hạnh phúc. Tài lộc. Trong năm 2022, nam Bính Thân sinh năm 1956, tuy không gặp nhiều may mắn trong tiền tài và danh vọng, nhưng cũng không nên quá lo lắng. Tình hình tài chính, cuộc sống đủ ăn đủ mặc, nhận được sự giúp đỡ của mọi người khi gặp khó khăn. Bên cạnh đó, trong năm 2022, quý ông tuổi Bính Thân nên tiết kiệm trong chi tiêu, tránh dùng quá nhiều tiền bạc để mua nhà, mua xe. Việc tham gia các hoạt động từ thiện sẽ giúp gia tăng phúc khí tích đức cho con cháu sau này để tăng cường tài lộc và phúc đức. Những gia chủ tuổi Thân cần phải mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là pháp khí của nhà Phật mang theo bên mình để hóa giải vận hạn cũng như tăng cường tài lộc cho gia đạo của mình. Sức khỏe. Trong năm 2022, nam tuổi Bính Thân sinh năm 1956, nên chú ý bảo vệ sức khỏe của bản thân, không nên dùng nhiều rượu bia thuốc lá, nên tham gia các hoạt động thể dục thể thao để giữ gìn sức khỏe tuổi già. Quý ông có thể tham khảo các bộ môn đi bộ hoặc là yoga dành cho người cao tuổi, tập dưỡng sinh và thái cực quyền. Các bài tập này khi kết hợp với chế độ ăn uống hiệu quả, đủ dinh dưỡng, nghỉ ngơi khoa học sẽ giúp cho quý ông duy trì sức khỏe tốt, thúc đẩy trao đổi chất, tăng cường tuổi thọ. Ngoài ra, việc giữ tinh thần thoải mái bằng những suy nghĩ tích cực là điều rất cần thiết. Xem sao hạn của tuổi Bính Thân sinh năm 1956 nam mạng trong năm 2022. Mỗi tuổi sẽ có những sao chiếu mạng khác nhau. Sau đây là những sao có ảnh hưởng lớn tới vận mệnh của nam tuổi Bính Thân trong năm 2022. 1. Sao chiếu mệnh. Sao Thái Bạch là một trong những hung tinh mạnh nhất thuộc cửu diệu niên hạn. Sao này có ảnh hưởng không tốt về tài lộc tình duyên cho cả nam mệnh và nữ mệnh. Trong năm 2022, quý ông tuổi Bính Thân được sao Thái Bạch chiếu mạng. Sức khỏe có phần suy giảm, gây ảnh hưởng đến công việc. Vì vậy, quý ông làm gì cũng nên cẩn thận và tránh mạo hiểm. Khi vượt qua mọi khó khăn thử thách thì mọi điều sẽ được như ý, gặp nhiều may mắn, sự nghiệp cũng bền vững, công danh rộng mở, nhiều cơ hội thu tài bội lộc. Được quý nhân phù trợ, quý ông tuổi Bính Thân sinh năm 1956 nên duy trì tinh thần thoải mái, sống vui vẻ lạc quan thì mọi chuyện sẽ bình ổn. Bên cạnh đó, những gia chủ tuổi Bính Thân hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Thân, Tí, Thìn. Đây chính là pháp khí phong thủy được chế tác theo bộ tam hợp quý thần của người tuổi Thân, mang theo vòng bên mình để tăng cường sức khỏe, hóa giải vận hạn của năm, đồng thời tăng cường hòa hợp trong gia đình, trong công việc cũng như các mối quan hệ trong xã hội. Hạn tuổi. Nam tuổi Bính Thân sẽ bị chi phối bởi hạn sao Toán Tận trong năm 2022 này. Sao này gây ảnh hưởng không tốt về sức khỏe và dễ bị dính thị phi. Bản thân người có hạn sao này khó tập trung vào công việc, chịu nhiều áp lực cho nên thường cảm thấy bất an và lo lắng dẫn đến giấc ngủ không say, mất ngủ. Hóa giải sao hạn. Khi bị chiếu bởi sao Toán Tận, quý ông tuổi Bính Thân không nên quá lo lắng vì ta hoàn toàn có thể hóa giải được những vận hạn này. Bản mệnh nên dành nhiều thời gian để bồi bổ chăm sóc sức khỏe của bản thân, nên ăn nhiều rau, tránh dùng nhiều rượu bia, thuốc lá. Trong công việc làm ăn, quý ông tuổi Bính Thìn cần lập kế hoạch rõ ràng, giữ bình tĩnh trước những tình huống bất ngờ xảy ra, không nên quá tin tưởng người ngoài, cần phải kiên nhẫn để tránh xảy ra kiện tụng. Trong khoảng thời gian này, quý ông nên dành nhiều thời gian cho gia đình mình, tránh những cảm xúc tiêu cực, tiếp thu ý kiến của mọi người, tạo điều kiện để con cháu bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng. Ngoài ra, phương pháp cúng sao giải hạn lưu truyền trong dân gian để cầu bình an cho gia đình, thu hút tài lộc, hóa giải vận xui. Để giải hạn sao Toán Tận và Thái Bạch, quý ông tuổi Bính Thân sinh năm 1956 có thể tìm hiểu ngay về ngày làm lễ và lễ vật cúng tại bài viết cúng sao giải hạn. Quý vị có thể tìm kiếm trên Google. Luận tử vi tuổi Bính Thân năm 2022 năm mạng theo tháng. Theo tử vi trọn đời, quý ông tuổi Bính Thân sinh năm 1956 sẽ có nhiều điểm nổi bật trong sự nghiệp, sức khỏe và niềm vui trong năm 2022 này. Cụ thể, diễn biến như sau. Tháng 1, gia đình sum họp, gặp nhiều người tốt hỗ trợ nên công việc làm ăn ngày càng phát triển. Tuy nhiên, nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Tháng 2, nên giữ bình tĩnh, tinh thần thoải mái để tránh xảy ra những mâu thuẫn không đáng có trong gia đình. Tháng 3, đón nhận nhiều tin vui từ con cái, công việc gặp nhiều thuận lợi, cuộc sống bình an. Tháng 4, về kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, sức khỏe, có những chuyển biến tốt đẹp. Tháng 5,
đón nhận tài lộc, nhận được nhiều tin vui từ con cái. Tháng 6, giai đoạn này nên cẩn thận những chuyến đi xa, không nên để cho những lời thị phi ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Tháng 7, nhận nhiều niềm vui liên quan đến tiền bạc, cuộc sống gặp nhiều may mắn. Tháng 8, công việc có nhiều khó khăn nên kiên trì nỗ lực thì sẽ đạt được kết quả như mong đợi. Tháng 9, cuộc sống bình an, không có sự kiện nào nổi bật. Tháng 10, các mối quan hệ dần trở nên tốt đẹp, hóa giải những hiểu lầm trước đó. Tháng 11, chú ý sức khỏe, không nên để những lời thị phi gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Tháng 12, tài lộc dồi dào, công việc thăng tiến vượt bậc. Thưa quý vị, qua nội dung này, chúng tôi hy vọng quý ông tuổi Bính Thân sinh năm 1956 sẽ có cái nhìn khái quát về sự nghiệp sức khỏe của mình trong năm 2022. Nhìn chung năm mạng Bính Thân 1956 nên chú ý sức khỏe, dành nhiều thời gian để bồi bổ, nghỉ ngơi hợp lý để hóa giải những khó khăn trước mắt. Thưa quý vị, qua video này của Phong Thủy Gia Cát, chúng tôi cũng hy vọng rằng quý ông tuổi Bính Thân sinh năm 1956 sẽ có cái nhìn khái quát về sự nghiệp sức khỏe của mình trong năm mới. Nhìn chung thì nam mệnh Bính Thân sinh năm 1956 nên chú ý sức khỏe và dành nhiều thời gian để bồi bổ, nghỉ ngơi hợp lý để hóa giải những khó khăn trước mắt. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh và chọn vào tín hiệu quả chuông để nhận thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và thành công.